có nắng nhiều nhưng mà gió. Cả nhà thấy Ngọc Phong còn đang đứng ở ngay chỗ cái cây bông này nè. Gió thì không có lạnh nhưng mà nếu đứng lâu thì nó cũng hơi se lạnh nha cả nhà. Bông hết rồi. Gió quá gió cả nhà ơi. Trời không nắng nhiều cho nên không có sợ đen nha, không có sợ đen. Hai trời âm u nhưng mà có gió cả nhà. Ra để chơi với cả nhà 10 phút. Nhà mình thấy bầu trời không? Bầu trời chỉ mưa nha. Đi sai là đen. Lâu bận đầu thì tiên bữa
cày của mấy người làm ruộng rẫy cả nhà. Cả nhà thấy mát mẻ không? Yên tĩnh, chỉ nghe tiếng chim, tiếng xe. Ở ngoài sau lưng thì tiếng chim, bên hông cũng tiếng chim, ở đằng trước thì tiếng xe. Xung quanh là tiếng gió. Lên để mình thấy thông báo mình gửi xuống luôn. Thông báo của bài hát đó của người ta, ta nói là cái bài hát đó của người ta, cho nên mình gửi cái bài đó xuống, chưa có đăng, mới vừa để lên để vô thôi, chưa có đăng. Em mở ra coi thấy YouTube báo là thông báo cái bài hát ngày hôm nay mấy giờ ngày có người báo báo cáo là cái đó bài hát của người ta, bản quyền của người ta, thì ok rút xuống có gì đâu, không cho mình rút xuống. Bữa Ngọc đi làm mấy kiến lại, hai cái chồng mắc kiến lại, mà cái kiến kia chứ không phải này, kiến cũ. Hai cái chồng con mắt kia, hai cái chồng kiến này ha, cái giọng người của mình nha, cái giọng xịn, giọng hiệu của mình, mà hai cái chồng không là 45 euro cộng với lại cái hai cái trồng kiến của mắt kiến đeo về mắt kiến mát á, đeo về Soleil á, là tổng cộng hết hai cái mắt kiến là cái 16 đồng với cái kia 43 nữa, là nó cũng năm mươi mấy đồng rồi. Khoảng 50 mấy đồng hai cái mắt kiến nha cả nhà, mắc lắm. Thôi thì nãy giờ Ngọc cũng ra chơi với cả nhà nhiều rồi, giờ Ngọc xin kết thúc ở đây nha. Mới vừa nhậm tóc nhậm kia nha cả nhà, nhậm bữa thứ bảy nha. À, không phải thứ bảy, bữa thứ năm nhộm trở lại, tại vì nó ra cái chân đen đen đó, cho nên nhộm trở lại thì nhìn thấy nó không có tóc trắng nhiều nha, nó màu vàng. Thì Ngọc xin kết thúc cái video ở đây nha cả nhà. Chúc cả nhà ngày đầu tuần vui vẻ, khỏe mạnh và